Lớp 2 chào tất cả các cô chú bác anh chị. Bên ông xã mình giúp mình làm cái khuôn cái chậu á, đổ cái chậu xi măng cho mình đó các bạn. Đó bây giờ ảnh bắt đầu ảnh bắt ốc vô. Đây là những cái chậu mình mua khuôn về xong bắt ốc vô anh chị các bạn. Đó, bắt ốc vô như vậy. Mình gáp lại. Đó bây giờ anh gáp xong cái lòng trong rồi nè các bạn. Ba miếng gáp lại bắt ốc đó. Bây giờ anh gáp tới cái lòng ở ngoài các bạn. Lục giác 6 cạnh. Bây giờ mình bỏ mấy con ốc vô hết các bạn. Đó mình bỏ ốc qua như vậy đó các bạn, bỏ ốc qua cái mình thên. Nó có mấy con ốc mũ nè các bạn thấy không? Đó anh chị các bạn, bây giờ anh đã ráp xong cái lòng ở ngoài rồi nè. Đó, bây giờ ráp xong hết rồi. Bây giờ bắt đầu là mình chỉ bỏ vô quậy xi măng và mình đổ nha các bạn. Tại vì mình muốn thay tất cả các chậu ở trước cửa nhà mình đó các bạn. Thành ra mình mua cái khuôn này về để mình làm. Đó, bây giờ, anh chị các bạn, bây giờ còn cái miếng này là anh bắt ở dưới cái lòng trong. Anh khoan ốc vô cái này đó các bạn. Coi như là cái khuôn mình đã gáp xong ha. Ready to go xi măng. Hello các bạn, bây giờ ông xã mình đổ cái chậu xong rồi nè. Cái này là cái lòng trong nè, mình mới vừa tưới nước sau một ngày á. Mình tưới nước chung quanh cái chậu làm cho nó có cái độ co giãn, nó không bị nứt các bạn. Đó, bây giờ cái này là cái lòng trong xong rồi. Thì bây giờ anh sẽ tháo cái ngoài nha các bạn. Em tháo cái khuôn chậu ở ngoài. Đó, bây giờ anh tháo ra nè các bạn. Đó, bây giờ mình tháo ra. Mình mở cái đó xong rồi, bây giờ mình tháo. Tháo từng miếng ra vậy nè các bạn. Đó, anh chị các bạn thấy không? Hình ra cái khuôn như vậy ha. Anh chị các bạn, sau khi mà mình đổ chậu xi măng xong rồi đó, thì ông xã mình đổ chậu xi măng xong rồi mình sơn. Thì anh chị các bạn muốn sơn cái gì, màu gì thì sơn. Mình thì mình mua cái nước thùng nước sơn này nè. Đó, mình sơn màu đỏ ha. Đó anh chị các bạn, là mình sơn cái màu đỏ này. Xong rồi thì mình vẽ, mình tô màu cái chậu cho nó nổi lên. Sau đó thì mình xịt cái nước bóng lên các bạn. Anh chị các bạn thấy nó bóng nè, nó giống như ceramic vậy đó. Nó bóng lắm. Đó anh chị các bạn, đây là con gái của mình, nó sơn nè, nó tô màu. Nó tự nó design, nó sơn, nó vẽ đó anh chị các bạn. Nó mua mấy cái này nè, nó mua mấy cái chai này nè. Mình đi đưa cho mình một cái chai này mình đi. Cái loại này nè. Ở trong mình đi mua ở đâu con? Michael. Mình đi mua trong Michael về mình đi sơn. Anh chị các bạn thấy không? Đó là tác phẩm của Mandy. Mandy sơn những cái chậu này. Sau khi sơn xong hết trơn rồi thì bắt đầu mình mới xịt nha các bạn. Mình xịt một cái chai cái nước bóng nó lên á, thì nó sẽ giữ cái pot của mình nó shiny, nó rất là bóng, nó đẹp, nó giống như sành sứ vậy các bạn. Đó. Đó, vậy các bạn thấy cái chậu này là cái chậu chưa có sơn nè. Còn cái chậu này thì là đã xịt xong rồi nè anh chị các bạn. Ý mình nhìn thấy ở trên này không, nó láng lắm. Khi sau này mình xịt nước nó bụi bặm mình rửa đó, nó cũng rất là dễ nè anh chị các bạn. Nó không có dính vô trong cái chậu của mình, tại mình xịt một cái lớp nước bóng lên ha. Để mình lấy cái chai cho các bạn coi nha. Đó, đây là cái chai nước clay nè các bạn. Anh chị các bạn thấy không, cái loại này là high hot luôn. Nó rất là bóng, rất là good luôn đó các bạn. Đó, mình sơn cái này màu đỏ, cái nước sơn màu này. Xong rồi mình sơn cái màu của con gái mình đang tô màu. Xong rồi mình xịt lên. Thì đó, đây là những cái tác phẩm tô màu đó các bạn. Hoa sen lẫn hai con vịt. Cái chậu này là Mandy nó sơn xong rồi nè. Đó, Mandy tô màu sơn xong rồi. Bây giờ Mandy đang tô màu vẽ tiếp hai cái chậu này.
đó là xong, sẽ xong xuôi hoàn thành hết nha các bạn. Đây cái chậu này cũng sơn xong, vẽ đủ hoa, đủ bông, đủ màu, đủ sắc các bạn, xịt xong rồi đây nè. Đó, hoa, hoa sen màu đủ màu hết, muốn vẽ màu gì vẽ. Còn ở đây là con vịt bông bông đó anh chị các bạn thấy không, vẽ chơi cho nó vui đó, mình tự mình mua và mình đổ xong rồi mình vẽ, nhưng mất nhiều thời gian lắm các bạn ơi, làm xong rồi thì không có muốn bán đâu, tại vì cái tham của mình nó rất là nhiều, với lại mà khi mình đổ mấy cái chậu này nè các bạn, nó cũng có nhiều cái để mình học hỏi lắm đó anh chị các bạn thấy á. Mình đổ 9 cái chậu, mỗi một bên là ba cái, mà ba hàng thì 9 cái hết các bạn. Đây là 9 cái chậu, thì mình mua cái chậu xong về thì mình chỉ quậy xi măng rồi bỏ kẽm vô trong đó rồi mình đổ thôi. Nhưng mà cái khó của cái chậu khi mình đổ đó các bạn, là cái lòng trong mình lấy ra nó rất là phải có kinh nghiệm, với lại mình đổ qua mình hiểu biết thì rút nhiều cái kinh nghiệm á, thì mình mới đổ được các bạn, chứ mình cũng bị hư hết mấy cái luôn á. Rồi xi măng nữa, mình phải mua cái loại xi măng ở Mỹ, mình phải mua kiếm cái loại phải thích hợp với các bạn, cũng học hỏi nhiều thứ lắm. Đó là những cái mà mình thấy ban đầu mình cũng tính đổ để bán đó các bạn, nhưng mà đổ ra xong rồi cực quá, không đủ vốn để bán đâu. Bán cái chậu bao nhiêu cho đủ đây, tại vì cái công mình làm nó rất là nhiều, mà ở Mỹ cái công nó mắc chứ thực sự đồ không có mắc. Thành ra mình bán cái chậu hả, mình bỏ công nhiều lắm, đau lưng đúng không các bạn. Thành ra mình chỉ làm cho ở nhà thôi à. Đó, anh chị các bạn thấy không, mà đẹp ha. Đó mình thích chậu trồng cây đồ đó, trước cửa nhà nhìn thấy nó đẹp. Xong hết cái này cái mình sẽ sơn cái loại trên xi măng các bạn, cái loại mà sơn xi măng nó very good one. Đó, một chút chia sẻ với anh chị các bạn về mấy cái chậu ha. Đó, ok, bye, chào tất cả các bạn. Đây là những cái tác phẩm của mình với con gái mình sơn. Đó, anh chị các bạn thấy, nhìn sơn lên thấy đẹp chứ không sơn lên thấy nó thường lắm các bạn ơi. Đó, một chút chia sẻ cùng với tất cả mọi người. Bye bye. Ok các bạn, bữa nay á, là có ông xã mình sẽ hỏi ông xã để chia sẻ những cái kinh nghiệm ảnh đổ, hình ra mà ảnh biết chứ mình không có biết các bạn. Thì để chia sẻ các bạn biết kinh nghiệm khi đổ chậu cũng gặp nhiều khó khăn lắm. Ok, giờ anh nói đi. Hello, chào quý vị. Thì cái cách thức đổ cái chậu này ha, thì mình thật sự thì cũng bị hư 2-3 cái. Thì cái cách thức nó đổ đó, thì cái gọng thì mình mua tiền năm qua, thì nó có cái gọng ngoài với cái gọng trong. Ồ, với sẵn lại sẵn tiện cho mình nói một cái là mình rất là cảm ơn bà chị của mình đó, bà đã giúp mình trong cái quá trình để mua cái chậu chuyển từ Việt Nam đi bằng máy bay qua đây nha các bạn. Rất là mắc tiền shipping luôn, tại vì cái kích cỡ của cái chậu này là chậu lớn, thành ra nó lục giác nó lớn, thành ra trả tiền shipping rất là nhiều, mắc lắm các bạn ơi. That's why là mình nói là mình rất là cảm ơn bà chị mình đã giúp mình những cái gì mình thích mà bả đều đáp ứng cho mình hết, mình rất là happy luôn, không biết nói làm sao, cảm ơn bà chị rất là nhiều luôn nha. Đó, rồi tiếp tục. Ok, khi mà mình đổ cái này á thì nó quan trọng như là cái dặm trên đây, khi mình lấy ra nó rất là dễ bị nứt trên đây. Thành ra khi mình đổ đó là đổ mình xài xi măng là Poland. Nếu mà tốt á, xài cái loại xi măng mà nó có cái fiber á, nó có cái chất mũ trọng á, thì nó đỡ hơn. Cái, khi mà mình quậy mình đổ vô á, thì nó cho lỏng lỏng thôi. Đổ vô thì mình phải có cái búa mũ, mình đập nó vòng gõ cho nó xuống, cho nó đều hết. Rút kinh nghiệm là mình phải bỏ kẽm. Mình phải bỏ kẽm nữa, đúng rồi, bỏ kẽm nhỏ thôi. Đặc biệt là lúc mà trên cái cuối cùng, trên cái dành này nha, thì mình phải xài cái loại kẽm dày chút xíu. Tại vì cái dành trên đây nó rất là dễ bể, nó dễ nứt lắm. Nó dễ nứt. Nhưng mà cái công thức khi mà mình đổ đó, thì khoảng chừng 3 tiếng thôi là mình phải lo lấy cái lòng ở trong ra. Đúng tại rồi. Vì mình lấy chậm đó, thì coi như là cái chậu đó mình sẽ đập bỏ, chứ mình không có, tại vì mình gán lấy thì nó sẽ hư cái khuôn. Cái khuôn thì mình lấy không ra các bạn. Bao nhiêu người mình có thể là mình nhờ 4-5 người tới phụ để nhấc nó lên, không ra nổi nha các bạn. Khó lắm. Thành ra khi mà muốn chắc ăn nữa thì mình xài cái cây 2x4 đó.
thì mình đóng cái chân nó lên, thì để nó chịu ngay, mình bấm hai cái cây đà ngang để nó chịu ngay chỗ này, chính giữa mình khoan cái lỗ, rồi mình sẽ xài một cái con ốc á, thì mình xài cái con nó như là cái chát vậy đó, khi mà mình dặn nó vô thì nó sẽ kéo cái nắp ở trong ra, kéo cái nắp ở trong ra thì nó dễ hơn cho mình, xong nó không có nặng, nó không có nặng, xong rồi bắt đầu mình mới chỉnh sửa là mình mới tém lại cho nó bằng hết, cho nó đàng hoàng, xong rồi đợi ít nhất là hơn 24 tiếng nha, chắc ăn đợi hơn 24 tiếng đi, thì mình bắt đầu mình mới tháo cái gọng nó ra thì nó mới hoàn tất, chứ mình tháo sớm quá đó thì mấy cái hoa văn nó sẽ bị gớt ra, nó chưa có được khô á. Đúng rồi đó. Thấy người ta làm dễ chứ thật sự không dễ các bạn, không dễ chút nào hết, rất khó luôn, thành ra có nhiều cái cũng bể hết 3-4 cái chứ bộ ít hả? Bể hết cũng 3 cái đó. Thường thường cái problem bể là tại vì không lấy được cái lòng trong ra các bạn. Tại vì nói đúng ra là bữa đó là làm xong rồi ham đi chơi. Thành ra qua đêm tới bữa sau là nó cứng ngắc lấy không ra luôn. Đúng rồi. Mà bây giờ mình gán lấy thì nó sẽ hư cái khuôn. Thành ra mình chỉ có nước mình tháo ra hết, mình đập bể. Đây để mình lại mình quay cái chậu đó, cái chậu cuối cùng phải không? Là cái chậu mà đầy kinh nghiệm luôn các bạn. Là cái chậu này không có nước tới nha. Đây là đổ chín chậu cơ, tới cái chậu cuối cùng là các bạn thấy nè, không có nứt một cái chỗ nào luôn. Còn những cái chậu đầu tiên á cũng có bị crack nha các bạn, nứt á. Nè, ở đây có nè. Mấy cái chỗ góc này nè. Đây là cái chậu lúc đầu mình đổ mình không có kinh nghiệm nè các bạn. Nó hơi bị nứt nè. Thành ra mình thôi mình cũng kệ, mình để luôn chứ mình cũng không có. Trời ơi các bạn ơi, đổ lại thấy mệt lắm, rất là mệt theo luôn các bạn. Là theo kiểu Việt Nam thì người ta không có xài kẽm. Chắc ăn. Tại vì theo Việt Nam thì người ta không xài kẽm các bạn. Nhưng mà mình ở Mỹ thì mình xài kẽm, mình xài kẽm nhỏ. Đổ thì hơn 5 bao nha. 5 bao lận hả? Một bao chính xác là 5 bao. Hơn 5 bao, nếu mà mình khuấy thì chắc ăn cho nó 5 bao đi. Ừ. Cho nó dư chút xíu rồi mình có gì mình để mình dư mình giá giảm giá này cái nọ. Tất nhiên là khoảng 300 pound cái chậu. Cỡ đó đó cũng được. 300 pound thì khoảng gần 150 kg. Cỡ đó đó, tại vì mỗi một bao là 60 pound. Để nói cho các bạn nghe cho vui nha, tại thực sự mới đầu mình tính hai chồng nói ok đi qua đây để làm business cái này để đổ chậu ra bán á các bạn. Nhưng mà tới hồi đổ xong nó là như vậy nè các bạn, cái nghề của mình không phải nghề này. Mình làm răng. Nhưng mà cái nghề này mình đổ xong á mình khom đến múc mình bỏ vô cái vòng vòng cái chậu á bạn, múc xi măng á. Nó đau lưng lắm các bạn. Nó đau lưng kinh khủng nha. Tại mình khom mình phải đổ xi măng vô trong cái kẽ giữa để cho nó xuống xi măng đó. Rồi xong rồi các bạn biết làm sao không? Khi mà lấy ra cũng cực nữa. Mình kéo cái lòng ở trong đó rất là khó, nó khó lắm. Rồi ngồi mà để ngồi sơn từng cái á, các bạn nghĩ đi. Xi đi nghĩ lại bán không có được các bạn, là tại sao? Là tại gì nè? Giờ cái chậu nè các bạn nghĩ là ở Mỹ mình bán cái chậu là 500 nó mới xứng đáng với cái công của mình, đúng không? Mà 500 đồng á, rồi làm sao người ta tới các bạn, rồi làm sao mà di chuyển lên chiếc xe đó. Mà 300 pound này nó nặng kinh khủng các bạn. À, cái chậu này là đó. Chỉ là lớn thứ nhì của Việt Nam thôi, còn chậu lớn nữa. Chậu 1 mét. 1 mét là cái này cũng lớn lắm, cái chậu này cũng khá bự. Còn cái này dạ. Chỉ có 6 góc thôi. Đó anh chị các bạn thấy không? Mà nếu mà cái chậu lớn kia chọc xe rất là tốt luôn. Nhưng mà không thể nào gánh nổi. Cái chậu kia chắc cầu mấy trăm pao làm sao mà gánh. Thật sự cái rồi người ta chuyên chở đi về như thế nào các bạn, rất là cái khó. Khuôn của nó đó là nó giống như bằng keo. Bằng keo vậy đó. Nhưng mà nó có một cái nó lớn, nó chán chỗ. Uh-huh. Nó chán chỗ hình như cái với lại các bạn biết không, cái số lượng mình mua có 1-2 cái mà mình di chuyển bằng mình ship từ bên Việt Nam qua bên đây đó, là các bạn biết á, là bằng tàu thì phải số lượng lớn lắm người ta mới nhận, còn có 1-2 cái người ta không có nhận, bắt buộc phải đi đường máy bay. Mà đường máy bay thì nó quá bự so với kích cỡ đó các bạn biết sao không, thì nó quá mắc tiền, nó nhân theo cái kích cỡ đó ra để ra số tiền shipping đó các bạn, có thể nó shipping lên cả ngàn hơn nữa các bạn, thành ra rất là mắc cái chậu. Nhưng mà đáng là tại vì mình đã đổ được 9 cái chậu là mình happy rồi các bạn. Đó là nhờ công của bà chị mình để giúp mình. Chứ ở Mỹ mình muốn kiếm cái chậu này ở miền Bắc Cali mình thì theo dự ý của mình, theo cái kích cỡ bự như vậy rất là khó. Đây, thì đó. Cái khuôn này là khuôn nó giống như là thạch cao màu trắng thôi. Con gái mình sơn lên. Nó sơn xong các bạn. Nhìn thấy ghét không? Đó, thì đó sẵn có ảnh đây mình một chút chia sẻ với các bạn về cách đổ chậu, đổ khuôn ở bên Mỹ nha các bạn. Việt Nam thì mình không nói rồi, họ làm số nhiều, chuyên nghiệp, nó khác.
Còn giống như mà muốn mình mua tay về ngang mà làm giống như mình tay ngang cũng có nhiều pháp lùm lắm các bạn. Nhưng mà các bạn thấy nè, mình trồng cái cây này là cây nho thân gỗ đó, các bạn nhìn thấy không, rất là đẹp. Nó vô một cái chậu giống như nó ở xứng đáng cái chậu với cái cây trước cửa nhà các bạn. Mình còn nhiều cái việc làm lắm, bữa nay cũng có người tới giúp mình làm garden đó anh chị các bạn. Thì thôi một chút chia sẻ với mọi người nha. Có biết cái gì thì chia sẻ với mọi người cái đó. Ok, bye bye, chào tất cả mọi người, bye.